để có mặt tại đây. Xin quý vị hãy cùng dành lời chào rất lớn đến đón chú rể Văn Ngân và cô dâu Kim Ngân. Hầu lúc này đây đang là hình ảnh được gửi rằng lời hạnh phúc của hai nhân vật quan trọng nhất của tiệc, sự diện của đông đủ đại diện hai bên gia đình và đặc biệt đó chính là sự diện của chú rể Văn Ngân và cô dâu Kim Ngân. Xin hân hoan được ra mắt và cúi chào toàn thể quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn các cụ dâu chú rể, cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, ngay sau đây để cùng với hai bên gia đình được nói lời cảm ơn chân thành với sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách đang có mặt tại đây, chúng tôi xin trân trọng được những người đại diện nhà gái sẽ bước lên sân khấu và có đôi lời phát biểu tạm biệt. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bà con với hai họ và toàn thể các bạn bè của cô dâu chú rể có mặt trong buổi chiều hôm nay những ngày tháng tốt có được sự đồng ý của bố mẹ hai bên, hai cháu Kim Ngân và Văn Ngân tổ chức lễ thành hôn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cháu, và lần đầu tiên tôi xin chúc cho cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm. Và cũng như các cụ nói, trai lớn thì vợ mà gái lớn thì cả chồng. Hôm nay để chứng kiến đấy và sự kiện trọng đại trong hội trường hôm nay, chúng tôi xin thay mặt cho họ nhà gái và thay mặt cho bố mẹ của chú rể là cậu bé nhà trai xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng tôn vinh để chúc phúc cho hai cháu. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Chúc sức khỏe ạ. Xin cảm ơn vị đại diện của nhà gái đã thay mặt cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu cảm tạ để gửi tới quý vị. Thưa quý vị thân mến, tình yêu luôn là những món quà đẹp nhất mà tạo hóa đã tặng cho mỗi con người chúng ta trên hành tinh này, và hôn nhân chính là lời hứa cao nhất của tình yêu. Chúc mọi người